Cảnh xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn trở lại với kênh YouTube của Phan Cảnh Vlog của chú anh chị. Thì ngày hôm nay em có một thông tin rất là cực kỳ quan trọng của chú anh chị, đó là về thầy Thích Minh Tuệ. Thì hiện tại thì thầy Thích Minh Tuệ đang bí ẩn của chú anh chị, đó là thầy đã đi sâu vào rừng. Đó. Thì tại sao thì thầy lại đi vào rừng để làm gì của chú anh chị? Là theo một số quý Phật tử thì nói là thầy đi ẩn tu đó. Thì một phía khác thì thầy nói là thầy để đi để lẩn trốn những bà con hay là những anh em YouTube để không đi theo thầy để gây mất an ninh trật tự, là cũng như là làm mất an ninh giao thông này kia đó của chính trị đó. Thì thật hư câu chuyện như thế nào thì Cảnh xin mời cô chú chị tất cả các bạn cùng theo dõi sau vài giây nữa cô chú anh chị. Thì thầy Thích Minh Tuệ đã có nói như thế này. Là những cái người mà thủ pháp ấy hay là cái gì cũng về con cũng không cần ai đi hộ pháp nữa. Cái thứ hai là người dân ấy, mọi người ấy, là cùng về về làm công việc của mình, hộ pháp cùng làm công việc của mình với để YouTube ấy cũng về làm công việc của mình, chúng tôi không cần ai đi theo nữa, tại vì đi theo là vừa mất trật tự vừa mất cái giao thông, rồi chúng tôi cũng không có cần phải như thế này. Cái hạnh đầu đà tập học là hữu duyên, tự mình đi khất thực, tự mình lo lấy, tự mình ấy. Còn ai mà các người tu nào ấy mà đi tập học ấy, thì tự lo lấy, tự đi lấy chứ không cần ai cả. Thì thầy Thích Minh Tuệ nói là khuyên Phật tử và những anh em YouTuber, TikToker này kia đó của quý vị là không nên đi theo thầy nữa. Đó, là việc ai thì cứ về nhà mà làm. Đó, không nên đi theo thầy để gây cản trở như là ùn tắc giao thông hay an ninh trật tự này kia đó của chú anh chị. Đó. Thì thầy đã có nói như vậy. Thì theo như một số quan điểm thì là do bà con đi theo thầy quá quá đông đó, nên là mất gây là mất an ninh như là ùn tắc giao thông, nó gây cản trở những cái phương tiện xe mà đi qua lại đó của chú anh chị. Đó. Thì theo nhiều video đăng tải thì cô chú anh chị mình cũng đã thấy đó. Mình tại khuyên bà con là không nên đi theo thầy nữa, mà nhà ai ai về nhà nấy, không nên đi theo thầy. Về nhà việc của ai thì người đó làm đó, không nên đi theo thầy để ảnh hưởng những như là an ninh trật tự, rồi xảy ra ùn tắc giao thông, cản trở những cái phương tiện xe cộ qua lại đó cô chú anh chị. Thì con đường tu tập của thầy Thích Minh Tuệ thì bà con và quý Phật tử mình cũng đã biết, đó là thầy cũng đi được mấy năm rồi cô chú anh chị. Thì thầy đi bộ, đó là đi theo con đường tu tập từ Bắc vào Nam cũng như là từ Nam ra Bắc đó. Thì lúc trước đó, thì thầy đi thì cũng có nhiều anh em YouTube quay về thầy nhưng mà chưa được bà con mình công nhận nhiều quá cô chú anh chị. Thì so với hiện nay thì thầy Thích Minh Tuệ được quý Phật tử, bà con trong và ngoài nước yêu quý thầy, là cũng có một số là quý Phật tử là đi theo con đường tu tập của thầy, là đi bộ từ Bắc vào Nam đó. Nhưng hiện tại thì số lượng bà con cũng như quý Phật tử đi quá đông rồi cô chú anh chị, làm mà kiểu như là cản trở giao thông đó, rồi gây ảnh hưởng đến như cái phương tiện qua lại, làm mất an ninh trật tự này kia của chú anh chị. Thì hiện tại thì thầy đang đi tới đèo ngang, nhưng tại đây thì thầy đã quyết định băng vào rừng luôn của chú anh chị. Đó. Thì ở cái video trước đó thì em cũng có nói thầy đó, thầy nói là thì nhiều cái đối tượng lợi dụng sự đông đúc của bà con rồi làm cản trở đến thầy, con đường hành khách của thầy đó. Thì thầy không cần kiểu như là
những người mà đi theo để mà hộ pháp của tôi anh chị. Thì lúc trước, mấy năm trước thì thầy cũng đã đi rồi, nó đâu cần ai đi hộ pháp hay là giăng dây hay là quét đường gì đâu cô chú anh chị. Dù quét đường thì mình cũng không không nói được đó là tấm lòng của bà con đối với quý Phật tử đối với thầy đó, nhưng mà vấn đề giăng dây rồi hộ pháp thì kia nó làm gì là cản trở những cái phương tiện mà xe nó đi qua lại của chú anh chị, rất là làm ảnh hưởng tới thầy đó, là sợ người công an vô cuộc thì ảnh hưởng đến con đường tu tập của thầy rất là nhiều luôn đó. Nên thì theo em thì bà con mình hiện nay thầy tới Đèo Ngang thì thầy quyết định là đi băng qua rừng luôn cô chú anh chị. Thì quý Phật tử cũng không đi theo thầy được đó, nên là hiện tại thì nhiều quý Phật tử là như là kiếm tìm kiếm thầy là để đi theo con đường tu tập, nhưng mà sợ thầy, sợ của chú anh chị, sợ kiểu như là đi đông quá đó, rồi ảnh hưởng nhiều đến như là phương tiện giao thông rồi kia rồi của chú anh chị, nên thầy không muốn đó, nên thầy đã quyết định là băng vào rừng lẩn trốn. Chứ là nhiều người thì nói là thầy ẩn tu, quyết định ẩn tu, nhưng mà mình không biết là thật sự là thầy có ẩn tu hay không đó, hay là thầy đang lẩn trốn những bà con hay là quý Phật tử đang yêu mến thầy để làm bớt giảm cái tình trạng giao thông đó của chú anh chị, nên trật tự đường xá rồi đó. Đó thì thầy đó giờ thầy thì cũng đã đi được mấy năm rồi đó, cũng không cần là hộ pháp hay là bà con giăng dây dọn đường cho thầy đi đó, đó là cũng là điều tốt thôi, nhưng mà nó sẽ mắc đến gây mắc an ninh trật tự như là ủng gây ủng tắc giao thông của chúng ta. Thì em cũng có ý kiến như thế này, đó là nếu mà bà con quý Phật tử mình yêu mến thầy thì nên tôn trọng những quyết định của thầy đó, là không nên kiểu như là cản trở con đường tu tập của thầy đó. Thì lúc trước thầy đã đi một mình và đi từ Bắc vào Nam đó, từ Nam ra Bắc thì cũng bình thường quý vị, cũng đâu ảnh hưởng gì tới kiểu như là an ninh hay là giao thông này kia đâu đó. Thì thầy đi thì trên đường thì bà con mà cho thầy quá duyên cho thầy là đồ ăn này hay là thức uống này kia đó, là thầy chỉ ăn đúng một buổi thôi cô chú anh chị, ăn một ngày ăn một buổi thôi đó, không nhận hơn, không nhận dư, một ngày ăn một buổi. Và đặc biệt là những món món đồ mà có giá trị là thầy không bao giờ nhận đó, đó là điều rất là đáng quý ở thầy Thích Minh Tuệ của chú anh chị.